Có cái chuyện này tính không có nói, nhưng mà quý Phật tử hỏi quá thì bây giờ thôi con nói luôn. Cách này mấy năm đó, vào cái thời điểm dịch bệnh đó, thì lúc đó thật lòng là ở chùa mình có tới tính quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử lớn tuổi đó, có hơn 50 vị mà ai cũng có bệnh hết. Cách chùa mình vài trăm mét là cái trường tiểu học, rồi nhà nước lấy cái trường đó làm cái bệnh viện dã chiến cho người bệnh Covid. Mỗi ngày, mỗi đêm con đều nghe tiếng xe cứu thương nó chạy về, nó hú, lòng nó lo vô cùng luôn, lòng nó lo. Ở trong chùa mình thời điểm đó hơn 60 vị mà toàn là những vị lớn tuổi có bệnh nền hết. Ở lúc đó con cũng siêng năng tập thể dục, cho nên nó giảm đâu tới 10 kg trong vòng 1 tháng. Không có uống thuốc giảm cân. Sáng hôm đó sư ông mới gọi con lên. Sư ông hỏi: ông bệnh sao nói tôi nghe. Con mới hỏi: con có bệnh gì đâu. Ông cụ nói: ông giấu tôi làm chi, thầy trò ông giấu làm gì. Con mới ngồi con suy nghĩ coi con bệnh gì. Con nghĩ hoài không ra cái bệnh. Con mới thưa với cụ là con không có bệnh. Cụ mới nói: có Phật tử ở ngoài Hà Nội gọi vô cho tôi, Phật tử khẳng định là thầy bệnh ung thư thời kỳ cuối, cho nên cái sức khỏe của thầy nó mới tụt dốc như vậy, chứ không thể nào mà thầy ốm như vậy được. Mà đúng là cái cô Phật tử đó cũng có gọi cho con, và con chẳng biết cổ là ai. Cổ nói rất là rõ lúc đầu là: bây giờ cổ sẽ đưa con ra Hà Nội để trị bệnh. Con mới nói là con không có bệnh. Cậu điện cho con, cậu thuyết phục con đi trị bệnh. Con nói con không có bệnh, mà một hai cậu nói là con bị bệnh. Rồi cuối cùng không biết là đứa nào bệnh. Người ta không có bệnh mà cứ điện thoại khẳng định là có bệnh, rồi cứ bắt đi trị bệnh. Cái riết rồi con thấy nói chuyện không đi tới đâu hết, cái con không nói chuyện nữa. Cái bữa đó con đọc cái tin nhắn là: anh nên nghe lời em, nên đi trị bệnh. Trị bệnh sớm thì còn kéo dài được một ít thời gian, còn nếu anh không nghe thì anh sẽ chết. Lúc gọi bằng thầy, lúc gọi bằng anh là con thấy nghi rồi. Con thấy là biết chắc, à mình hiểu rồi, mình xác định là đứa nào bệnh rồi đó. Rồi con không trả lời, gọi điện con không nghe máy. Cái gọi cho sư ông, tức là bây giờ nói chuyện với thằng nhỏ không được thì nói chuyện với bố của nó. Gọi cho ông cụ và khẳng định nói với cụ là con bị ung thư. Khổ. Ông cụ lớn tuổi, nghe ông đệ tử của mình bị ung thư, nó lo, kêu lên hỏi. Con nói con không có bệnh, sư phụ ơi đừng có nghe cái cô đó. Cái cô đó có làm sao á, cổ cứ điện thoại và cổ nói con khẳng định là con bị bệnh. Mà con bạch với sư phụ bây giờ á, là cái thời điểm này người ta ngăn sông cấm chợ, không ai được đi đâu. Mà cổ nói là con đi trị bệnh đi, cổ vô cổ đưa con đi. Đưa bằng cách nào? Đưa bằng niềm tin à. Cho nên cái thời điểm đó con nói với đại chúng nó cũng rối lắm. Một bà cụ, bà cụ đó tự nhiên bà cụ gọi tới, bà cụ chưa về hết là bà cụ khóc. Bà cụ nói: trời ơi thầy còn trẻ quá mà
Chưa gì hết ông Phật ông bắt thầy đi. Cái con mới hỏi, ủa ông Phật bắt con đi đâu? Rồi cụ nói là con hay nghe thầy giảng, mà bữa nay mở lên thấy thầy ốm nhom. Rồi cháu con nó nói chỉ có người bệnh gần chết mới ốm vậy thôi. Nữa cũng nữa. Sao mà ông Phật chưa gì ông Phật ông đòi bắt thầy đi sớm? Có nhiều Phật tử dễ thương dễ sợ. Cái con nói không có, bà cụ an tâm. Con trong thời điểm này là đang tập thể dục để cho cái cân của mình, cái ký của mình nó được nhẹ, cho người nó khỏe, sức khỏe con rất tốt không sao cả. Cái bên đầu dây điện thoại bên kia bà nói, vậy là cái con quỷ này nó nói bậy rồi, ông thầy ổng có bệnh gì đâu. Thưa đại chúng, rồi mấy ngày hôm nay, thời gian gần đây, và cụ thể là ngày hôm nay, cũng có nhiều đệ tử nói sau này sư phụ ốm dữ, sư phụ có bệnh không? Không có bệnh gì hết. Tại chẳng qua thấy mình thừa cân, nên rồi chế độ ăn ăn ít lại, tập thể dục nhiều hơn, thì nó giảm cân, vậy thôi. Bây giờ con 1m52 mà nặng 73kg thì đại chúng thấy nó có phù hợp không? Thì con phải tập thể dục, con giảm, bây giờ con còn 64kg. Con giảm được cân thì đại chúng phải mừng cho con chứ sao mà đại chúng lại lo. Con trong ý định của con còn định giảm 10kg nữa, là còn chừng 52-53kg là lúc đó đi thi hoa hậu được rồi. Cho nên thông báo với đại chúng là con có ốm nhưng người không có bệnh, có giảm cân nhưng mà sức khỏe không có suy giảm, cho nên đại chúng an tâm, đại chúng không lo chuyện này nha. A Di Đà Phật. Còn cái chuyện con bị một chút vấn đề về âm thanh là bởi do con nói nhiều quá, cho nên là cái âm thanh của con trong thời điểm hiện tại là nó hơi bất ổn một chút. Con vẫn uống thuốc, vẫn uống thuốc để điều trị nó, và con cũng có xin phép chư Tôn Đức mà gọi đến mời con đi giảng á, con có xin phép là để con trị xong cái này đã rồi con đi giảng, chứ không thì con lên con giảng con sẽ ngồi đó con nói không rõ. Nói không rõ, nói lớn thì không được, mà nói nhỏ thì nó không rõ. Nói một chút nó sẽ bị đứt hơi hoặc nó bị ho. Cho nên con có xin phép là cho con nghỉ thời gian để điều trị cái này. Thực ra con cũng rất là buồn cho cái khóa tu mùa hè năm nay đó, là con không có đi giảng. Hôm nay cũng có 6-7 nơi mời con đi giảng khóa tu mùa hè. Cả các ban trị sự của các tỉnh lẫn các huyện có mời, nhưng mà con xin cho con nghỉ năm nay, bởi vì khóa tu mùa hè thì đi giảng nhiều lắm, nên xin nghỉ để trị cái này. Nó có chút vấn đề thì nói nhiều quá lâu lâu nó bị nghẹt, bây giờ mình cho nó nghỉ ngơi một chút, chứ nó không, ngoài ra nó không có gì hết. Đó là con thông báo để đại chúng an tâm. Hồi sáng khi mà có một đệ tử hỏi con là con không nên tin cái gì á, thì con có trả lời là hãy nên cố gắng mà tu học đi, rồi khi mà trí nó sáng rồi mình biết cái gì mình nên tin, cái gì không nên tin. Một chút có đệ tử phàn nàn con nói là sư phụ nên trả lời là không nên tin cái tâm của mình. Đại chúng thấy đúng không? Tính ra đệ tử cũng giỏi đó chứ. Đệ tử nói sư phụ nên trả lời là không nên tin tâm của mình, vì con có nghe quý thầy dạy là Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là các thầy tỳ kheo khi mà chưa chứng A-la-hán thì các thầy đừng nên tin cái tâm của mình. Cái câu này chúng ta nghe nhiều bậc tôn đức dạy, nhưng chúng ta phải nhìn được cái hàm nghĩa sâu ở bên trong, đó là Đức Phật đang khích lệ các thầy tỳ kheo thực hành pháp, thực hành pháp một cách tinh tấn rốt ráo để mau chứng đắc được thánh quả. Con thưa với đại chúng, bây giờ hỏi không tin tâm là không tin cái tâm nào, cái tâm ra làm sao mà không tin? Khi nói đến tâm á thì nó có nhiều tâm lắm, có nhiều loại tâm lắm.
bây giờ con nói không tin tâm, nhưng mà trong người đó họ đang có cái tâm kính tin Phật, có cái tâm tin vào nhân quả, có cái tâm hiếu thảo với cha mẹ, có cái tâm từ, có cái tâm thương yêu mọi người. Họ đang học cái pháp để có cái tâm xả ly, bây giờ nói không tin tâm. Họ nghe họ không thấu đạt được, rồi họ bỏ hết những cái tâm đó. Họ nói rằng sư phụ dạy không nên tin tâm của mình, vậy thì cái tâm kính tin Phật cũng không tin nó luôn. Cái tâm mà mình đang tin nhân quả mình không tin nó luôn. Cái tâm mà mình đang tin vào nhân duyên mình cũng không tin nó luôn. Cái tâm mà mình đang học cái pháp xả ly vào mình không tin nó luôn. Thành ra cái đó là đang hại người, chứ không phải đang giúp người. Tùy theo đối tượng, tùy theo người ngồi đối trước mình, mà mình nên ứng dụng Phật pháp như thế nào để dạy cho phù hợp với căn cơ trình độ. Mấy anh chị em bây giờ còn trẻ, còn lo công việc, cho nên con nói là đừng có cầu cái không lo không nghĩ, mà làm sao trong cái lo cái nghĩ đó mình biết chừng mực, biết việc gì nên lo, việc gì nên nghĩ, chuyện gì cần, chuyện gì không cần. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi muốn đạt được cái cảnh giới là vô lo, vô nghĩ, không có gì hết. Cuộc sống này, nói đúng là cuộc sống này không có cái chuyện không lo, không nghĩ được đâu. Phải lo, phải nghĩ, phải có nhiều điều để tính toán, có nhiều điều để tư duy lắm, có nhiều điều để chúng ta hoạch định cho những kế hoạch, những dự định cho tương lai nữa. Cho nên đại chúng đừng có mong là tôi đi tu là để khỏi nghĩ gì, để khỏi lo gì. Không phải như vậy. Mà đi tu là để trong những cái lo cái nghĩ đó, tôi biết mình đang lo chuyện gì, đang nghĩ về chuyện gì, và những chuyện gì cần thiết thì tôi lo tôi nghĩ để tôi sắp xếp mọi công việc cho nó chu toàn, nó ổn thỏa hơn. Đó mới là vấn đề của người Phật tử. Chúng ta không lấy cái cách tu của một người xuất gia để bắt người Phật tử tu theo được. Người xuất gia có cái cách tu của người xuất gia, giới luật của người xuất gia khác với giới luật của Phật tử tại gia. Phật tử tại gia có cách tu của Phật tử tại gia, và giới luật của Phật tử tại gia khác với người xuất gia, không có giống nhau được. Nên thưa, con nói như vậy để mong đại chúng thấu hiểu. Mong đại chúng thấu hiểu. Bây giờ đại chúng có gì muốn nói nữa không? Hồi trưa thấy còn nhiều cánh tay muốn hỏi lắm mà. Mấy cánh tay đó bây giờ đi về ăn đám cưới hết rồi hả? Có ai muốn hỏi thì cứ giơ tay lên thôi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thầy với các Phật tử ở đây, thì con có một câu hỏi là khi mà mình ăn cơm mà mình bỏ canh cạn rồi, khi mà mình mất thì mình sẽ được quả báo gì? Mong thầy dạy đáo giúp con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói lại, con nói rõ hơn một tí để thầy nghe được không? Là con có một câu hỏi là khi mà mình ăn cơm mà mình bỏ, và khi mình mất á, thì mình sẽ được quả báo gì? Mong thầy dạy đáp giúp con. Nếu mà nói để mà hù á, là bây giờ thức ăn mà mình ăn, mình bỏ, mình ăn mình thừa, mình không có chịu ăn cho hết á, rồi mai mốt mình chết đi những cái đó nó gom lại xuống dưới nó bắt mình ăn. Cái đó là nói hù nhau thôi. Nên thưa với đại chúng, cái chuyện quả báo mà bây giờ mình bỏ thức ăn nó, mai mốt chết nó như thế nào thì để mai mốt con chết rồi, rồi con biết là con quay lại con trả lời cho đại chúng một cách nó tường tận hơn. Chứ còn bây giờ hỏi thì con sao biết đường trả lời. Nhưng chỉ khuyên nhau thế này, chúng ta đừng có quá phung phí. Thấy nhiều anh chị em phung phí. Chúng ta làm có tiền, chúng ta có quyền để sống cho bản thân, để hưởng thụ. Nhưng cũng hãy nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ, nghĩ về những người anh chị em, nghĩ đến những bà con cô bác của mình trước đã, rồi sau đó nghĩ đến những người nghèo khổ ở ngoài kia. Chúng ta chuẩn bị phung phí cái gì đó, hãy nghĩ
đến cha mẹ, nghĩ đến anh chị em, nghĩ đến bầu bạn của mình. Còn rất nhiều người họ phải khổ, họ rất chật vật vì cái ăn, cái mặc. Thay vì ta phung phí thì ta nên tiết chế, ta nên chi tiêu một cách hợp lý, để cái phần mà ta phung phí đó ta giữ lại, ta dành tặng cho những người thân, người thương và cho những người khổ ngoài kia. Con nói ví dụ, mình đi ăn với bạn bè, thay vì cái bữa ăn đó của mình chỉ cần 300 ngàn là đủ, nhưng mình thích thể hiện, mình thích cho bạn bè và mình thích cúng Facebook, cho nên mình kêu cái phần ăn đó tới 600 ngàn hoặc 1 triệu. Mình lên trước khi ăn, mình làm gì? Mình cúng Facebook trước cái đã. Chụp hình mình đăng lên, hôm nay tôi được đi ăn chỗ này, món kia đăng lên. Rồi chúng ta ăn một miếng thôi, không ăn nhiều đâu. Con thấy chính như những Phật tử uống chai nước suối, nhiều khi uống miếng thôi, còn miếng, còn nửa chai bỏ. Nhiều khi uống cái ly nước hoặc là cái ly cà phê đó, hình như ở dưới nó có cát với cặn hay sao đó, uống một tí trên thôi, còn với cả khúc dài bỏ. Mình quan phí quá. Nhiều khi mình không có nghĩ đến rằng có rất nhiều trẻ em, rất nhiều những con người ở các quốc gia, ở những vùng lãnh thổ, họ thiếu cái ăn, họ thiếu cái mặc, họ thiếu nước uống. Đại chúng đã từng thấy có một số vị mà họ phải ăn vỏ cây, hoặc là họ phải lấy đất họ trộn với nước họ phơi để làm bánh ăn á. Có đó. Có những người không có nước uống, không có nước tắm. Rồi đại chúng biết mỗi lần họ tắm, họ gọi đầu, họ nhờ cái gì biết không? Họ chờ cái con bò nó đi tiểu đó, gọi đầu. Có những người không có nước uống, họ phải lấy một cái chiếc lá, họ để ở ngoài trời, chờ sau một đêm sương nó xuống, tụ lại được một chút và họ uống. Thì hà cớ gì chúng ta phung phí? Đừng phung phí. Con không bao giờ nói với đại chúng là bây giờ mình phung phí mai mốt chết xuống địa ngục rồi mình sẽ bị ăn hết lại những cái đó, hoặc là bây giờ mình phung phí kiếp sau mình sanh vào những cái vùng châu Phi, những vùng thiếu ăn thiếu uống. Con không nói. Nhưng con muốn đại chúng thấy rõ là chúng ta không cần phải phung phí. Thay vì phung phí đó, chúng ta có thể giúp được rất nhiều người kia mà. Giúp được rất nhiều người. Đức Phật, Ngài ôm bát đi khất thực, Ngài nhận đủ thức ăn. Khi Ngài thấy có người cúng trong thức ăn, trong bình bát đã đủ rồi, thì Ngài đậy bình bát lại và không nhận nữa. Ngài ăn và Ngài không bao giờ cùng với tăng đoàn để thức ăn dư lại cả. Không bao giờ. Chúng ta bây giờ cũng phải biết đủ như vậy đó. Khi múc tô cơm, lấy thức ăn vừa đủ thôi. Lắm khi chúng ta đối con mắt hơn là đối cái bụng. Cái gì cũng lấy cho nhiều vô. Ăn cái miếng à, ăn như mèo ăn á, nhưng mà lấy thì lấy nhiều, rồi bỏ đi thì phải tội. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta nên tiết kiệm, đừng phung phí. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ và quý đại chúng, thì hiện nay ở trên mạng xã hội đang lan truyền những hình ảnh và video của thầy Phú Tử ôm di ảnh của anh trai mình mà bị chết oan á, vừa đi vừa quỳ lại để tìm công lý cho anh trai của mình á. Thì con xin sư phụ cho con biết là sư phụ có suy nghĩ gì về những hình ảnh đó. Con tức là con nói lại cái sự việc coi là sao. À, trên mạng đang lan truyền những hình ảnh và video của thầy Phú Tử ôm di ảnh của anh trai mình
để vừa đi vừa quỳ lại để tìm được công lý, để kêu oan cho anh trai của mình bị chết oan đó thầy. À rồi, cảm ơn con. Hình như con cũng mới đi chữa lạnh đâu về đó phải không? Câu chuyện này bây giờ nó tràn lan ở trên mạng xã hội. Có một nhà sư trẻ đắp y và ôm di ảnh của người anh của mình để cầu mong các cơ quan chức năng của nhà nước vào cuộc để muốn đòi lại sự công bằng cho người anh đã chết. Thầy trò mình ngồi ở đây chỉ biết được những thông tin qua mạng thôi, chứ không ai chứng kiến thực tế để biết cái sự việc nó như thế nào. Cho nên chúng ta ngồi đây không được phép võ đón, và cũng không có cái ý gì ở trong này cả, vì nó là chuyện rất tế nhị. Chuyện nó chưa sáng tỏ thì rồi sẽ có ngày sáng tỏ. Tất cả những cái kim ở trong bọc rồi có ngày sẽ lòi ra. Những gì là ánh sáng sẽ trả về cho ánh sáng, những gì là chân lý sẽ trả về cho chân lý, và nhất định công lý sẽ không bao giờ bị bẻ cong. Cho nên chúng ta hãy chờ đi. Chờ, nếu như những lời mà nhà sư trẻ kia nói là sự thật, thì sư phụ tin rằng sẽ có những cơ quan chức năng sẽ trả lại sự công bằng cho nhà sư trẻ và gia đình của nhà sư trẻ cũng như người đã mất. Còn cái điều mà nhà sư trẻ nói, nếu nó không phải là sự thật, rồi thời gian đi qua, rồi nó cũng sẽ dần lắng xuống, mà người ta gọi là chìm xuồng. Cho nên thôi, thầy trò mình ở đây không có võ đón, không có ý kiến gì hết. A Di Đà Phật. Dạ thầy, cho con là sáng giờ con cũng ngồi nghe thuyết pháp và con có nhiều câu hỏi. Ý là ở đây nhiều Phật tử nói là hỏi thầy là đánh xôn phấn có tội không, ăn cơm cồn bỏ có tội không, mặc đồ hở hang có tội không, nào là những chuyện trên mạng nói như vậy đúng hay là sai. Vậy thầy cho con hỏi, vì sao trong cái quy y tâm bảo lại chỉ có năm giới, không có cái giới ăn chay trường đó thầy? Tại vì theo con nghĩ là 300 mấy, chắc ở đây khoảng cũng 300 đến 400 Phật tử, một khi đã trút hết để bỏ về chùa thì con nghĩ là trong tâm của mỗi người là đều đã có lòng từ bi và tin vào cái luật nhân quả. Thì con nghĩ cái việc ăn chay trường nó tốt cho cái việc tu tập của mình rất nhiều. Với lại theo con nghĩ là ví dụ như giờ mình chỉ ăn có một tháng 2 ngày 4 ngày, hoặc là mình không, ở trong cái quy y là có cái là không sát sanh, nhưng mà ví dụ như con đi làm xa cả tuần về, cái mẹ con kêu là mai con mình nó về, nếu mà con ăn chay thì mẹ con sẽ không làm cái gì cho con, chỉ nấu đồ chay cho con ăn thôi. Nhưng mà nếu mà con mà con ăn chỉ có một tháng 2-3 ngày gì đó thì mẹ con kêu chủ nhật này con nó về là mẹ sẽ làm gà đồ gì đó. Nói chung là sát sanh. Hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn con, ngồi xuống. Ở đây bao nhiêu Phật tử ăn chay trường đưa tay coi. Ăn chay trường luôn nè. Được 10 người. Rồi vậy thì nếu như trong quy y mà có cái giới ăn chay trường thêm vào trong đó, bắt buộc người Phật tử phải ăn chay trường, thì khóa tu ngày hôm nay chỉ có 10 người ngồi đây thôi. Chỉ có 10 người Phật tử thôi con à. Cho nên cái ăn chay trường á, nó là một phương tiện mà nó không bắt buộc, nó không trở thành giới. Nhưng phải nhớ rất rõ, mỗi lần quy y xong thì quý thầy khuyên Phật tử thế nào?
phải siêng năng đi chùa để tham gia các khóa tu, các khóa lễ, và ít nhất mỗi tháng phải đi được 2 ngày sám hối. 2 ngày sám hối. Nên phát nguyện ăn chay, phát nguyện ăn chay càng nhiều càng tốt, nhưng nếu ăn không được thì ít nhất mỗi tháng phải ăn được 2 hoặc 4 ngày. Quý thầy đều có khuyên như vậy. Ăn chay trường nó không phải là một giới bắt buộc. Còn như á, theo ý của bạn nói là nếu như bạn ăn chay, cuối tuần bạn về nhà thì bố mẹ chỉ làm đồ chay. Cái điều này nó rất hay. Vậy thì khi những người Phật tử không ăn chay nhưng cuối tuần về nhà, mà bố mẹ hỏi cuối tuần có về không, nói cuối tuần con có về, bố nói để làm con gà ăn hỉ, mà nói không bố à, bố đừng có làm, bố đừng có sát sanh, con không ăn đâu. Đó cũng là cách bảo vệ sự sống, đó cũng là cách thể hiện tình thương. Mỗi người mỗi cái duyên, mỗi người mỗi cái phước, và mỗi người đến với đạo bằng một lý do khác nhau. Phước duyên của con có thể ăn chay trường được, đó là điều rất tốt. Nhưng con phải luôn tán thán, phải luôn ca ngợi những người không ăn chay trường được như con. Và con phải luôn có cái tâm hòa hảo thiện lành với họ, chứ đừng có nghĩ rằng tôi ăn chay trường tôi mới là tu, còn anh chị không ăn chay trường là không tu. Tôi ăn chay trường mới là từ bi, anh chị không ăn chay trường là không từ bi. Nếu còn thấy như thế thì con chỉ ăn chay ở thân, chứ cái tâm chưa hoàn toàn chay tịnh. Cái tâm mà muốn chay tịnh đó là cái tâm không được có một ý niệm để ghét bỏ ai, và không được có một ý niệm thù hằn ai. Đó mới gọi là cái tâm chay tịnh. Ta không ghét, ta không thù hận người mà luôn tìm cách hãm hại ta. Ta không ghét bỏ cái người mà họ luôn ghét ta. Ta không ghét, đó chính là từ bi đấy. Đó chính là từ bi. Cho nên ăn chay được thì rất tốt. Ăn chay được rất tốt. Nhưng cái pháp sâu xa của nó là bảo vệ tình thương, là bảo vệ sự sống, là từ bi, là tinh thần bất bạo động, là tinh thần không có làm khổ bất kỳ ai, không tổn hại đến sinh vật nào đó. Cái đó nó quan trọng. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, còn có một cái vấn đề mà bản thân mình chưa có biết cách giải quyết. Thì theo như lời Đức Phật dạy á, thì là bản thân mỗi người thì cần phải yêu thương những cái người xung quanh, đặc biệt là những cái người thân gia đình của mình. Nhưng mà con cảm thấy là thường những người mà mình thương yêu á, thì người ta lại tổn thương tới mình, và đôi khi những cái lời nói hay những hành động của người ta á, và nó làm cho mình để tâm tới và mình chấp nhặt vào những cái đó, thì bản thân con đôi khi là nó mình cảm thấy nó rất là đau khổ luôn. Thì con không có biết là cách giải quyết như thế nào, thì mong thầy chỉ dạy giúp con. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi này cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người. Con đã quan tâm, đã thương yêu người thân của con hết lòng, nhưng mà cái con đón nhận lại đó là sự thờ ơ, đó là sự ghét bỏ. Con lắm khi đã hết lòng với người đó, trọn vẹn niềm tin với người đó, nhưng mà chính người đó lại là người chơi sau lưng con. Rất nhiều, rất nhiều. Chuyện này dễ hiểu thôi. Cái chuyện sống tốt lành là chuyện của bạn. Bạn sống tốt lành với người đó không có nghĩa là bạn phải đón nhận được sự tốt lành từ người đó đến với bạn. Bạn tốt với người ta là phần của bạn, người ta không tốt với bạn là phần của người ta. Và không phải vì khi người ta không tốt với mình thì mình lại từ bỏ cái điều tốt mà mình đã làm. Bản chất của bạn là thiện lành, là thương yêu.
thì bạn cứ sống với đúng bản chất của mình, dù có nhận lại được hay không nhận lại được. Chứ không phải vì người kia không tốt, vì ta không nhận lại được từ người kia mà ta sống sai với bản chất của chính mình. Nhớ điều này, đừng có đặt quá nhiều những nghi vấn, những nghi ngờ. Tại sao người đó lại đối xử tệ với tôi? Tại sao người đó không tốt với tôi? Tại sao thế này thế khác? Chúng ta càng nghĩ thì càng mệt, càng nghĩ thì càng rối, càng nghĩ thì càng đau đầu thôi. Nhiều người nói, con với chị con không có tiếng nói chung, con với chị con, bản thân con đã cố gắng rất nhiều, nhưng chị con là người không bao giờ chịu thiết lập truyền thông, chị con không bao giờ chịu thấu hiểu con. Con với mẹ con đã cố gắng nhịn mẹ con rất nhiều. Trời ơi, là con mà nói con cố gắng nhịn vậy, không nhịn làm gì? Con cố gắng nhịn mẹ con rất nhiều rồi, nhưng mà mẹ con luôn tìm cách để ăn hiếp con. Thưa với đại chúng, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ lý giải đó là nhân quả. Chúng ta đã từng đối xử không tốt với người đó, bây giờ họ đến họ đòi nợ chúng ta. Đó là cách lý giải để so dịu tâm lý của mình. Nhưng muốn giải quyết được vấn đề đó, chúng ta thấy thế nào? Chúng ta phải bỏ đi cái tư tưởng là người kia luôn chống đối mình. Mình muốn giải quyết vấn đề mà trong đầu mình cứ lúc nào cũng thấy chị mình chống đối mình, chị mình ghét bỏ mình, mẹ mình là người luôn thù nghịch với mình. Mình có mang cái ý niệm đó thì không giải quyết được vấn đề. Từ khi nào bạn không còn mang những tâm niệm đó ở trong đầu của bạn nữa, bạn không thấy anh chị em là người thù nghịch, không thấy anh chị em là người ghét bỏ mình, thì bạn giải quyết được vấn đề. Trở lại, cứ sống tốt với mọi người đi, đó là bản chất của mình. Còn người ta đối xử với mình, nếu như họ đáp trả lại thì hạnh phúc, thì phước lành cho mình. Còn nếu không nhận lại được thì coi như mình thiếu một chút may mắn. Vậy thôi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ ạ. Dạ con muốn hỏi là con muốn thọ Bát Quan Trai Giới á sư phụ, là mình có, con muốn hỏi là lợi ích của thọ Bát Quan Trai Giới và cách tu tập, với lại là nếu mà mình muốn thọ là mình bắt buộc phải lên chùa để thọ hay là sao? Đúng rồi. Có nhiều Phật tử hỏi con là sao không tổ chức cho thọ Bát Quan Trai Giới. Thực sự ra đó là Bát Quan Trai Giới là phải tu. Tu mà đúng Bát Quan Trai Giới đó là phải tu đúng 24 tiếng, tu một ngày một đêm, và phải ở trong chùa thì mới giữ được cái giới đó, phải lên chùa mới thọ. Chính vì vậy mà có rất nhiều những đạo tràng không tổ chức Bát Quan Trai Giới mà chỉ tổ chức tu một ngày thôi. Vì thực ra cái Bát Quan Trai Giới này đó dành cho những quý cô quý chú Phật tử lớn tuổi thì dễ thực hiện hơn, dễ thực hiện hơn. Còn tuổi trẻ thì khó thực hiện lắm, khó thực hiện. Bát Quan Trai Giới là ở trong cái phạm vi đó mình mới giữ được, trong cái giới trường đó. Đã nói là Bát Quan Trai Giới mà, là trong cái giới trường đó mình phải ở nơi đó, mình thọ giới rồi ở nơi đó, ở cho đến hết một ngày thì mình mới, quý ngài lên cho phép mình xả giới rồi mình mới về, chứ không khó lắm. Nên con không có tổ chức là vậy đó. Tổ chức được đó, nhưng mà không được mấy người, không được mấy người tu theo được đâu, nên con không làm. Còn vấn đề của Bát Quan Trai Giới có lợi ích như thế nào thì pháp tu nào cũng vậy hết á. Pháp tu nào cũng có lợi ích, nếu tu đúng thì có lợi ích hết. Có tu là có an lạc, có tu là có phát sanh trí tuệ, có tu là có bình yên à. Dù có tu Bát Quan Trai hay không có tu Bát Quan Trai, mà hãy có tu là có bình yên, có tu là có an lạc nha.
À, muốn thọ giới thì phải lên chùa, lên giới tràng thọ nhé, chứ không có ở nhà tự thọ được. Còn ai dạ, hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin phép ghi nhận hai câu hỏi từ quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp buổi pháp đàm này ạ. Con xin chuyển lời đến sư phụ như sau. Câu hỏi đầu tiên là Khoan, cái này có livestream hả? Dạ có ạ. Mô Phật, để ngồi cho nghiêm túc. Dạ câu hỏi đầu tiên là trên YouTube thì có nhiều clip nội dung là chú Đại Bi nhưng được ghép nhạc sôi động và nhạc nhảy để mang vào các quán bar, vũ trường hoặc là các phòng hát. Như vậy có được xem là truyền bá kinh Phật đúng hay không ạ? Và câu hỏi thứ hai là bạn đã từng đọc đâu đó có một lời dạy là khoan vội tin vào những lời Phật nói, chừng nào kiểm chứng là thật thì mới tin. Nhưng làm sao để kiểm chứng có luân hồi hay không? Vậy con xin bạch sư phụ ạ. Cảm ơn, hai câu hỏi hay quá. Này có live stream mà sáng giờ không nói, để ngồi cho nghiêm túc chứ, cứ tưởng quay không. Nghiêm túc nha. Tôi nghiêm túc rồi đó. Chú Đại Bi mà đem vô vũ trường, đem vô quán bar hả? Hát. Vậy là hay đó chứ. Người ta đi chơi mà người ta còn mở chú Đại Bi, ít ra cũng còn có chút thiện lành. Không biết lợi ích nên như thế nào, nhưng mà có còn hơn không. Ở cái chỗ xô bồn, xô bộn như vậy mà ai mở nhạc lên, mở nhạc niệm Phật hay là mở nhạc chú Đại Bi là mình phải khen người mở nhạc. Ở cái chỗ ăn chơi vậy mà nó mở được nhạc niệm Phật, mở được nhạc chú Đại Bi, 100 người trong đó sẽ có 5-7-10 người họ có một chút tỉnh thức á, chứ không đùa đâu nghe. Thay vì họ không mở cái gì liên quan đến Phật pháp hết thì coi như không có ai nghĩ đến cái chuyện thiện lành Phật pháp gì cả. Bây giờ tự nhiên đang vui chơi, đang nhảy nhót mà có người mở nhạc niệm Phật lên, mở nhạc chú Đại Bi lên, có suy nghĩ chứ. Ăn chơi ít thôi chứ ăn chơi nhiều quá tội lỗi chết. Cái đó thì không có thể nói là lan tỏa Phật pháp đúng hay không đúng. Nhưng chúng ta phải nhìn theo cái chiều hướng tích cực, có tốt hơn là không có gì nha. Cho nên cũng cầu mong cho các quán bar mà lỡ có vui chơi thì cứ mở nhạc niệm Phật cho nhiều vô, mở mấy bài tụng chú vãng sanh rồi đó, mở mấy bài kinh tụng cầu hồn đồ này kia, mấy bài kinh mà thỉnh vong linh nữa, nhất tâm triệu thỉnh rồi hương linh lai lâm rồi ngon. Gặp cái nhạc sập sình đèn mờ mờ nữa rồi theo tiếng nhạc đó cứ thỉnh hương hoa thịnh, nhất tâm triệu thỉnh, thập nhị loại cô hồn là xanh mặt hết, hết nhảy luôn. Còn cái chuyện mà chớ vội tin vào lời Đức Phật, đây là lời Phật dạy. Cái này mình xác nhận là Đức Phật có nói. Đức Phật có nói rất nhiều cái gọi là chớ vội tin. Chớ vội tin, Đức Phật nói chớ vội tin, chứ Đức Phật không nói là không tin. Đức Phật nói chớ vội tin, và trong đó Đức Phật có nói lời của Như Lai nói các ông cũng chớ vội tin, mà các ông phải kiểm chứng nó bằng sự tư duy, bằng sự tu tập, bằng thiền định và trí tuệ của mình. Những lời nào Như Lai dạy các ông ứng dụng trong tu học, thấy phù hợp với bản thân, thấy thăng tiến được trên con đường của thánh quả thì nên tin, nên ứng dụng vào lời đó. Có những lời Như Lai dạy mà các ông tư duy, các ông quán chiếu, các ông ứng dụng, nó không đem lại lợi ích, không thăng tiến trên con đường thánh quả, các ông có thể quên lời đó đi. Và Đức Phật dạy rất rõ ràng, những lời của Như Lai dạy đi theo các ông tùy theo quốc độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo vùng miền, tùy theo cái văn hóa của từng địa phương. Nếu như thấy lời đó phù hợp ở quốc độ đó, ở địa phương đó, thì nên ứng dụng, thì nên lan tỏa, nên triển khai. Còn nếu mình thấy
những lời Như Lai dạy ở quốc độ đó, ở vùng miền đó, với cái văn hóa đó, dân tộc đó, nó không phù hợp, chúng ta không cần triển khai, chúng ta không cần lan tỏ. Đức Phật dạy rất rõ. Còn làm sao để kiểm chứng được lời Phật có luân hồi hay không hả? Trong hơi thở của chúng ta đã là luân hồi rồi nè. Một ngày đi qua của chúng ta đã là luân hồi rồi nè. Ngày và đêm xây vần thì ngày và đêm đã là luân hồi. Luân hồi của thời gian rồi. Luân hồi của thời gian. Trong con người ta có luân hồi không? Có luân hồi. Luân hồi là một sự thay đổi không dừng. Nó luôn luôn chuyển biến đấy. Nó luôn luôn chuyển biến. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, đó là sự luân hồi của hơi thở. Cơ thể của chúng ta luân hồi, không phải đến khi chết mới luân hồi, mà cơ thể của chúng ta ngay từ khi hình thành bào thai là nó đã luân hồi. Nó đã chuyển biến từ giọt máu, từ một phôi thai, nó trở thành một hình hài nhỏ bé. Rồi từ cái hình hài nhỏ bé đó, nó bắt đầu có đầy đủ, nó có đầy đủ 6 căn. Rồi khi nó được sanh ra, rồi bắt đầu nó luân hồi. Nó là một đứa bé chỉ nằm im đó mà khóc bú sữa, bắt đầu nó luân hồi để lớn lên từng ngày, lớn lên từng ngày. Và rồi bây giờ chúng ta đang luân hồi để đi về cái tuổi già, tuổi bệnh và tuổi chết. Đó là sự luân hồi trong từng ngày rồi. Trong ý thức của chúng ta có luân hồi không? Có luân hồi chứ. Nó luân hồi, nó xoay chuyển liên tục ấy chứ. Nó có bao giờ dừng lại ở đâu đâu. Lúc vui, lúc buồn, lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện kia, lúc thương, lúc ghét, lúc trách, lúc hờn, lúc thì tha thứ, lúc thì bao dung. Cho nên nó đang luân hồi đó. Nó theo vô thường mà luân hồi. Và bây giờ chúng ta chết đi, rồi làm sao để kiểm chứng? Cái điều này thật sự khó nói. Nhưng con khẳng định, nếu chết đi là một sự chấm hết, không có sự tái sanh sau cái chết, thì chỉ có chết đi mà không có sự sanh ra. Chúng ta đã chết đi rất nhiều lần, nhưng trong sự sống, trong cái thân của mỗi con người chúng ta, thân phận con người này, chúng ta một lần để chết, có một ngày để chết, có một phút để chết, nhưng chúng ta có nhiều ngày để sống, có nhiều phút để sống, có nhiều năm để sống. Và thưa với đại chúng, bây giờ để chứng minh luân hồi là thế nào đấy? Bây giờ có những thần đồng khi sanh ra mới có 3-4 tuổi thôi, đã biết rất nhiều thứ rồi đúng không ạ? Rất nhiều thứ mà có thể người ta học 10 năm người ta không biết được. Thì chẳng phải đó là một sự luân hồi mà kiếp trước người đó đã từng giỏi về cái món đó, cái nghề đó ra. Con nói là chúng ta học Phật, chúng ta nhìn rõ được bản chất của luân hồi rồi đó, chúng ta không còn sợ chết. Bởi vì sao? Chết nó chỉ là một thời khắc để chuyển biến, chấm dứt một sự sống của thân phận này, và nó chuyển biến đến một thân phận khác, rồi chuẩn bị một hình hài khác, một hoàn cảnh, một nơi chốn, mà tùy theo nghiệp để rồi có hình hài, có hoàn cảnh, có nơi chốn đến là tốt hay xấu mà thôi. Chứ chưa bao giờ chúng ta gọi là chết là mất, chưa bao giờ có cái khoản gọi là chết là ở đó để chờ đợi cái điều gì cả. Mà ngay khi chết chúng ta lập tức tái sinh. Ngay khi chết là lập tức tái sinh. Không có ngồi đó để mà chờ, để mà đợi. Mà sau cái chết là chúng ta lập tức tái sinh. Tức là lại tiếp tục một sự sống.
ngay nơi cái thân này tắt thở, ngay lúc cái phút giây thân này nằm im thì bắt đầu chuyển tiếp một sự sống khác ngay lập tức sau đó. Không có cái gọi là chết đi mãi mãi, không có cái gọi là ở đó để chờ đợi. Như vậy thì sự sống nó luôn tiếp diễn, nó luôn tiếp diễn, đó chính là luân hồi. Sư cụ Lần Mai ngài nói thế nào? Nước bốc hơi lên trên trời rồi trở thành những hạt mưa, hạt mưa rơi xuống đất, hạt mưa thấm vào cây lá, bắt đầu hạt mưa luân hồi. Hạt mưa luân hồi, hạt mưa lúc đó không còn là hạt mưa, không còn là giọt nước nữa, mà đã thấm vào trong thân cây, để rồi trở thành một phần của thân cây, trở thành cái lá, trở thành cái hoa, vân vân. Rồi cứ như thế mà chuyển biến. Đại chúng có tin luân hồi không? Có chắc không? Khi chúng ta nói những điều này á, dường như chúng ta nói đến một cái gì đó nó mơ hồ, nó xa xôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ luân hồi là khi chết đi mới là luân hồi. Nhưng đâu biết rằng trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta đều luân hồi đây chứ. Chúng ta đều chuyển biến, chúng ta đều thay đổi đây. Và cái luân hồi sau cái chết đó là luân hồi từ một sự sống này đến một sự sống khác. Nó chỉ là một phần của luân hồi, chứ không phải nó là trọn vẹn cái luân hồi. Không phải khi đến khi mà ta chết rồi, chúng ta chuyển biến sang cái một sự sống khác mới gọi là luân hồi. Mà ngay khi ta sống đây đã là luân hồi rồi, thưa đại chúng à. Chúng ta luôn chuyển biến, chúng ta luôn thay đổi mà. Cho nên để minh chứng luân hồi hả, thì tự bản thân mỗi người phải cố gắng học Phật Pháp, học Phật Pháp và tư duy lời của Đức Phật. Rồi từ cái tư duy đó ứng dụng, nhìn Phật Pháp vào trong cuộc sống này, rồi chúng ta sẽ, chính bản thân chúng ta sẽ biết luân hồi là cái gì. Chúng ta thẩm thấu được luân hồi qua tuệ giác của chúng ta. Trí tuệ của anh đi đến đâu thì anh sẽ nhìn sự việc sáng tỏ đến ấy. Trí tuệ của anh ở cấp 3 thì anh nhìn sự việc và anh biết luân hồi ở cấp 3. Nó ở cấp độ 5 thì anh sẽ nhìn thấy được sự việc, thấy được nhân quả, thấy được luân hồi ở cấp độ 5. Nó ở cấp độ 10 thì anh sẽ sáng tỏ hơn. Cho nên là phải nỗ lực cố gắng tinh tấn tu tập để có được trí tuệ, thì lúc đó chính trí tuệ sẽ minh chứng cho chúng ta biết những gì mà Đức Phật nói hoàn toàn là chân lý, hoàn toàn là sự thật. A Di Đà Phật. Dạ con xin chào thầy và tất cả quý Phật tử ở đây ạ. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là khi đã phát tâm tu tập với lại quy y rồi nhưng mà mình vẫn còn ham sân si, đổi trắng thay đen sự việc để nhằm mục đích là có lợi cho bản thân mình, thì cái đó có thật sự là đã thật sự là đứa, làm đứa con của Phật chưa, đã thật sự là quy y chưa? Thì quy y đã quy y nhưng mà chưa có trọn vẹn, chưa dạ, có thật rồi. Sự là con của Phật. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì con của Đức Phật thì phải là người thiện lành, là người chân thật, là người chân thành. Chứ con của Phật mà đổi trắng thay đen để mưu cầu lợi ích cho mình mà hãm hại người khác thì đâu phải là con của Đức Phật. Nhưng mà đã quy y thì là phải xác nhận là đã quy y rồi nha. Nhưng mà quy y cái đó chỉ là quy y hình thức chứ chưa quy y nội tâm. Quy y nội tâm thì sẽ không bao giờ như thế. Còn bây giờ quy y hình thức cũng đi quy y, nhưng mà tham sân si mỗi ngày không bớt mà nó chỉ thêm nhiều hơn. Rồi bây giờ học Pháp thì không lo học, mà tối ngày cứ ngồi đó để suy tính cái chuyện mà tranh giành, đấu đá, tìm cách để hãm hại người. Thì người đó dù có quy y 100 lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là hình thức thôi, chứ còn chưa thay đổi gì được nội tâm. Và có quy y như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vẫn mở cửa để chờ đón những người đó. Bây giờ chúng ta thay đổi mình, sau khi quy y rồi thì phải sửa đổi lỗi lầm của mình. Từ nay về sau không có tạo tác những lỗi lầm đó nữa.
biết thiện thì gắn làm, biết cái gì ác, cái gì sai, cái gì xấu thì chừa bỏ, thì xa lánh, thì đó mới thật sự là người biết quy y nha. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính tất cả các Phật tử, con cũng xin có ý kiến. Từ sáng giờ thì con cũng có nghe các bạn trẻ có nhiều cái ý kiến, thì có ý kiến cũng rất là hay, mình đáng học hỏi. Tuy rằng chúng con là Phật tử già rồi, nhưng mà tụi con cũng phải nên học hỏi ở tuổi trẻ những gì mình nên cần phát huy và những gì mình nên hạn chế. Thì con thấy, theo con thấy là con đi chùa nay cũng mấy chục năm rồi. Các bạn mà lớn tuổi bằng con thì cũng có nhiều người đi rất là lâu. Nhưng mà khi con đến chùa thì trước tiên là con tôn kính Phật, sau đó tôn kính thầy, sau đó các Phật tử thân cận, để mình học hỏi những cái điều tốt, điều hay, những điều gì đáng học tập, những điều gì mình lược ra. Tự vì mình đến chùa là chỗ thanh tịnh, để mà mình thấy thân tâm được an lạc, làm cho mọi người chung quanh mình được an lạc. Còn những mạng xã hội bây giờ rất là phức tạp, con tuy già nhưng con vẫn lướt qua những cái mạng xã hội để con hiểu biết tuổi trẻ bây giờ như thế nào, và người già như thế nào, và cái xã hội bây giờ như thế nào. Nhưng mà con thấy nhiều cái phức tạp nó cũng nhiều, rồi có những cái lợi ích cũng nhiều, nhưng mà cái phức tạp thì rất nhiều hơn. Nên mình là Phật tử, mình nên lược bỏ những cái gì mà nó quá phức tạp. Chứ mình, nếu mà mình có tư tưởng, mình cứ đem những cái điều quá phức tạp vô để mà mình hỏi thầy nhiều quá, thì con thấy cái đó cũng không nên. Tự vì xã hội mà biết bao giờ cho hết. Nên vì vậy các Phật tử trẻ, mình thấy những cái gì vô thầy dạy mình, những cái điều nào có lợi ích thì mình nên ghi nhớ và mình phát huy thêm. Còn những cái mạng xã hội đó thì mình lược ra bớt, để cho thân tâm mình thường an lạc. Còn mình là Phật tử, mình có thân cận với quý thầy hoặc quý cô thì mình nên hạn chế cái thân cận có mức độ, mình không nên đi sâu vào. Tại vì những cái giới luật của Phật đã chế ra thì người tỳ kheo thì khác, người xuất gia tỳ kheo thì khác, còn mình Phật tử thì khác. Mình nên giữ giới luật của người Phật tử của mình, nếu mà mình giữ được thì cái đó là tốt. Còn mình thân cận nhiều để nó gây ra những cái điều mà không tốt thì mình trước tiên bản thân mình mất lòng tin với Phật Pháp. Từ chỗ đó mình cũng không nên, không có lợi ích gì cho bản thân. Nên tụi con Phật tử già, tụi con đi lâu năm, tụi con cũng vẫn là giữ được cái năm giới của Phật tử, thì chúng con thấy là nó đỡ cho bản thân của mình. Còn mình chưa là người xuất gia thì mình thấy quý thầy quý cô làm gì, những có cái thì nó cũng hơi là tụi con thấy nó chưa có ấy lắm, nhưng mà để tụi con học hỏi thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là ý kiến của con. Thầm cảm ơn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính bạch sư phụ, là con có một lời muốn hỏi về vấn đề tâm linh một chút. Là ở núi Sam á, có một cái miếu Bà Chúa Xứ rất là linh, và hàng năm có rất là nhiều người đến đó để vía. Nhưng mà theo Phật của mình, đạo Phật của mình á, thì là tin về vấn đề là nhân quả, có làm thì mới có ăn. Nhưng mà vẫn nhiều người rất là tin vào những cái việc đó, và hàng năm đến cúng lại để nhờ bà ban phước. Thậm chí gia đình con cũng có, mẹ con có cầu một cái ước nguyện gì đó, và sau những năm mẹ con đạt được á, thì bây giờ mẹ con muốn là đến trả lễ với bà là một con heo quay. Nhưng theo con thì đó là cái việc sát sanh,
Vậy con muốn bạch sư phụ là con có nên là trả lời hay không, hay là nếu mà không trả lời thì có bị về cái vấn đề gì không ạ? Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Nếu đã hứa thì phải thực hiện. Lời hứa của mình nó có giá trị, chứ không phải là mình hứa suông. Giữa con người với con người mà mình còn cần phải giữ lời hứa kia mà, đúng không? Không có chơi thất hứa, không có được chơi hứa lèo. Hà huống chi mình hứa với các vị thần, với những vị mà được nhiều người họ tôn kính, họ cúi lại. Vậy thì bây giờ, trước đây mình chưa phải là Phật tử, mình hứa cúng con heo quay. Bây giờ mình là Phật tử, mình không có quỵt lời hứa, nhưng mà mình trả lễ theo kiểu khác. Ví dụ bây giờ con heo quay là bao nhiêu tiền? 5 triệu hả? Một con heo quay 5 triệu. Thì mình cũng đến, mình mua hoa quả nè, mình mua nhang đèn để mình dâng, mình cúng cho bà đó. Mình mua hoa quả nhang đèn ví dụ là 1 triệu rồi, đúng không? Mình đến mình khấn: ngày tháng năm đó con có đến đây để xin cho con được thực hiện cái việc làm đó, rồi con hứa sẽ trả lễ một con heo quay. Nhưng đó là lúc con chưa hiểu được Phật Pháp. Bây giờ con đã hiểu được Phật Pháp, con biết cái việc trả lễ bằng một con heo quay đó là góp vào cái việc sát sanh hại vật. Mà cái việc đó thì con cũng biết các vị thần thánh sẽ không bằng lòng, sẽ không hài lòng. Cho nên hôm nay con có cái của lễ là hoa quả, là nhang đèn dân cúng. Nhưng xin cho con được trả lễ cho bà bằng cái việc thiện lành khác, đó là con sẽ đem số tiền còn lại là 4 triệu, con sẽ mua gạo để giúp đỡ người nghèo, con sẽ mua thuốc để tặng cho người bệnh. Những việc làm đó, đó là cách trả lễ thiết thực, chứ không phải là dâng cúng một con heo quay thiết thực đâu. Vì vậy mà thay vì mình hứa mình dâng lễ cho bà một con heo quay, thì bây giờ không mua heo quay nữa, mà đem số tiền mua con heo quay đó xin là con sẽ giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người khó khăn, giúp đỡ cho người bị bệnh. Thì đó cũng là một cách trả lễ. Và đó, việc làm đó, các vị thánh thần, các vị sẽ ca ngợi, các vị tán thán, và các vị sẽ đồng tình với mình nha.